chào các bạn. Nay mình đi ăn gì nhỉ? Mình có gì? Mình có khoai tây chiên này. À, bánh donut nè các bạn nha. Đây, xịn chưa? À, chưa ăn. Sợ mẹ ăn mất. À, cảm ơn em. Hamburger. Có hamburger nữa các bạn này. Rồi, Xuân Linh bóc hamburger mẹ đi. Hamburger siêu ngon. Ăn không? Ăn cá chứ không có ăn riêng. Ăn cá này này, cắn cá ăn này. Cắn cá để ăn. Rồi, ăn kiểu gì vậy? Ăn kiểu gì mà kỳ á? Này. Phô mai này. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon không? Ngon ngon, mời các bạn cùng ăn. Thôi để đây, không ai ăn mất của con đâu. Để đây. Gì ghê à? Thử miếng này. Ngon quá. Ngon không? Ăn donut đi. Bánh donut đi con. Sướng chưa? Ăn đi con. Ngon ha? Ngon lắm các bạn ơi.